Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà lực lượng tham gia kiếp tàu DNA 91218TS phối hợp với vùng 3 Hải quân tuần tra kiểm soát trên biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố đã biểu dương kiếp tàu DNA 91218TS đã nỗ lực vượt mọi khó khăn đón Tết xa gia đình, đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng tổ chức rút kinh nghiệm kết quả hoạt động của tàu DNA 91218.